Dạ vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Daihatsu Lazetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đen các bác nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình Daihatsu Lazetti nhập khẩu, số sàn máy 1.6 máy xăng, trang bị 4 bánh nhau đúc này. Sơn xi của nó rất là sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Lốp dép của nó rất là đẹp các bác này. Đấy, lốp dép của nó này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Cua lốp này không hề có dấu hiệu mòn. Đấy, một chiếc Daihatsu Lazetti sản xuất 2009, số sàn máy xăng. Đó, giá tiền là 218 triệu đồng các bác nhé. Cua lốp này rất là ok luôn. Đó, không hề có dấu hiệu mù mọt. Bốn quả lốp của nó khá là đều nhau các bác nhé. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome, chân kính. Đó, hai cụm đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhé. Một chiếc Daihatsu Lazetti nhập khẩu sản xuất 2009, số sàn máy 1.6, rất là ok, bản sedan 2 đầu SE. Và sau đây em sẽ để tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đó, các bác xem cảm nhận gầm bệ chắc lịch các bác nhé. Đó, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào, 218 triệu đồng cho một chiếc Daihatsu Lazetti nhập khẩu, sơn xi màu đen, lốp dép rất đẹp các bác nhé. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên mua và bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ alo trực tiếp cho em các bác nhé. Lắp ốp bình xăng này cũng được ốp lốp các bác nhé. Đấy, tay lắm mở cửa đây. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Đó, nội thất của nó này rất là tươi các bác nhé. Đấy, tươi không cần tưới các bác này, rất đẹp luôn. Phần táp lô táp ly của cánh cửa đang sau bên phụ này. Đây là phần âm thanh các bác nhé. Bật lên xuống này. Keo chỉ của cánh đang sau bên phụ các bác nhé. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa hốc bên này này. Đây là phần cột kèo các bác nhé. Cột kèo đinh bấm này. Đó, cột kéo đinh bấm này rất là ok luôn. Trần của nó là trần lỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Đó, trần lỉ nguyên bản theo xe. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước các bác này. Đó, ghế da đằng trước này rất là ok các bác nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe này. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ này. Ở đây là phần bậc lên xuống này. Đó, hốc bật lê này. Đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Âm thanh vũ trường luôn. Keo chỉ các bác nhé. Đó, keo chỉ này rất ok luôn. Tất cả những cái khung cánh cửa này không hề có dấu hiệu mù mọt.
một chiếc Daewoo Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với giá tiền là 218 triệu đồng. Các bác đã sở hữu chiếc xe Daewoo Lachetti nhập này, xe không lỗi các bác nhé. Đây các bác này, đó, tất cả những cái đinh bấm răng giật này, đó các bác xem, rất là ok luôn. Đấy, sơn xi của nó rất là sáng bóng sạch sẽ luôn. Lốp dép rất đẹp các bác nhé. Đấy, lốp dép rất đẹp này, cua lốp này không hề có dấu hiệu mùn mòn luôn. Đó, một chiếc Daewoo Lachetti nhập khẩu. Đấy, trước này em cắt lỗ các bác nhé. Đấy, cắt lỗ thu hồi vốn với giá tiền là 218 triệu đồng. Đấy, sơn xi màu đen, hai cụm đèn pha của nó này rất là sám bóng đều nhau các bác nhá. Gầm mẹ chắc địch côn số ngọt ngào. Vâng, đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đang đằng sau bên lái các bác này. Đây là phần bậc lên xuống này. Phần keo chỉ này, đó các bác xem, keo chỉ nguyên bản các bác nhé. Đấy, cột keo này. Đấy, cột keo đi bấm các bác này. Đó, cột keo đi bấm này, rất là ok luôn. Đó, một chiếc Daewoo Lachetti nhập khẩu. Đấy, trước này em cắt lỗ các bác nhé, 218 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Lachetti. Đấy, đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đang trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, tất cả những cái đinh bấm răng giật keo chỉ này. Đấy, xe đẹp mà vô duyên các bác nhé. Xe mác cho người anh sản xuất đây. Hốc ở này này, chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Đây là những cái đinh bấm này. Đó, đinh bấm này nguyên bản các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Bô lăng khá là đẹp các bác này, bô lăng kép. Đấy, chưa hề có sự hao mòn mấy này. Đó, túi khí an toàn. Đây là phần quả số này, phanh tay này. Đấy, điều hòa của nó cực mát luôn các bác này. Đó, điều hòa cực mát luôn các bác nhé. Táp lô này, đấy, phần trần lỉ các bác nhé, chắn nắng này, đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ này. Đó, hộp đựng kính này, gương chiếu hậu này, phần đèn trần này. Gương chỉnh điện này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru luôn. Rất là ok các bác nhé. Phần kính lên xuống này, rất là trơn tru luôn. Đấy,
lăng của nó rất là đẹp luôn. Xi nhan này. Đó. Phun nước gạt mưa này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daihatsu Chatti các bác này. Máy móc của nó này rất là khô ráo sạch sẽ, lổ rất êm luôn các bác nhé. Đấy, không hề có dấu hiệu gì dầu chi này. Đấy, giá tiền là 218 triệu đồng. Đấy, cho một chiếc Daihatsu Chatti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, của mẫu xe gia đình các bác nhé. Xe này thì không ai người ta chạy dịch vụ các bác nhé, xe gia đình xịn luôn. Máy móc của nó rất là khô nó sạch sẽ này. Đó, lổ rất êm luôn các bác nhé. Đấy, tất cả những cái đinh bấm sàn nhật này. Các bác xem rất đẹp luôn. Đây là phần lắp capo này. Đó, lỗ của nó tròn các bác nhá, không hề có dấu hiệu móp méo này. Tem mác cho người sản xuất này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghệ, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daihatsu Chatti của Lam sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.6 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.